rồi Cả lớp. có rồi ạ, được rồi cô ạ, Thôi rồi ạ. ghi chú rồi đúng không? Vâng. Có ghi chú là ghi chú thứ nhất là gì còn nhớ Khi trong câu ở lại đơn cô mà không? đã có động từ thường thì Không tuyệt dùng động đối từ to không dùng to be ạ. be. Còn gì nữa? Mà Mà đến không động từ to be có nghĩa là thì thì là ở động từ nào? thường. Thế về Đến học thêm kỹ lắm rồi gì? Hôm nay còn một bài tập thôi. Chả qua lớp mình bài tập thì chưa làm. Hôm nay cô sẽ cho lớp mình làm cùng với lớp mình vậy. Nếu mà chưa làm. Và thực ra nếu làm trước rồi hôm nay là học nó sẽ nhanh hơn. Thế thôi thì trong đó chúng ta đi vào đầu phần trạng từ. Xong hôm sau mình sẽ đi vào chính nội dung của trạng từ nhé. Hôm sau thì trạng từ thì là phần rất là quan trọng. Thì hôm sau chúng ta sẽ đi vào. Hôm nay chúng ta sẽ vào phần chữa bài tập của động từ, được chưa ạ? Ghi chú có hết rồi đó. Động từ ở level 1 chúng ta sẽ có hai bài. Đây là bài số 1 ạ. Chẳng nghĩa làm trước rồi nó nhớ từ vựng hơn. Bởi vì bây giờ mới làm thì đương nhiên là cái từ vựng nó sẽ không thể nhớ nhanh được. Các bạn làm trước rồi hôm nay cô chữa một bước nữa ấy, thì đương nhiên là nó sẽ thấm và sâu hơn nhiều. Và nếu không thì hôm nay chúng ta cùng làm vậy. Rồi, ok. Câu đầu tiên nhé, bạn phải xác định luôn khẳng định, phủ định và nghi vấn. Cái này chắc chắn các bạn phải nắm chắc rồi đúng không ạ? Nhưng bạn thử nhớ này, trong câu này hầu hết bài tập này thì chủ yếu là câu là động từ thường. Động từ thường thì bạn phải áp dụng đúng nguyên tắc của động từ thường nhé. Câu đầu tiên này, tôi thường đổ rác khi đi làm vào buổi sáng, thì chúng ta sẽ làm như nào ạ? Bố tôi, Option. bố tôi ạ. Bố À đâu? tôi Tôi. hả? I option. Nhầm nhầm tôi, I cô mở option. nhầm khoa. I option. Take Rồi option gì? the rabbit Out. out. Đây là bài tập số 2 à? Thôi được rồi, chữa bài tập số 2 trước được. Cô lại mở đáp án của số 1 rồi. Rồi, ok, cô ra bài 2 trước, bài 1 xong được. Rồi, I often gì? Take gì? I often take rabbit out I go to when I go work. to work. Girl to work, not go to work, đúng không? Girl to work, đúng không? In the morning, not morning, đúng không? Morning, đúng không? Đấy, nếu các bạn sau để bạn thấy nhau học đọc cái này nha, có giọng họng nó khác hẳn là. I often take the rabbits out when I go to work in the morning. Đấy là đọc theo kiểu là không có cái âm học đúng không? Không có cái này làm gì ạ? I often take the rabbits out when I go to work in the morning. Go to work in the morning. Đấy. Đọc như thế này ạ. Âm sẽ sâu hơn rất nhiều. Cô em hỏi tí là trong câu của cô chữ đáp án ấy, thường những cái phần in đậm thì là mình đọc nhấn à cô? Cái đấy sau mình học về phần trọng âm sau. Động từ. Sau mình học phần phát âm sau. Dạ. Rồi, bây giờ mình chỉ quan tâm đến cấu trúc ngữ pháp của mình như ạ. Dạ. Rồi. Rồi, mẹ tôi thường đặt báo thức vào lúc 5 giờ sáng. Câu này vẫn khẳng định bình thường, đặt như nào? Set the alarm at 5 a.m. Tất cả âm nó sâu chứ nó không phải mama the often set the alarm at 5 a.m. Mother often set the alarm at 5 a.m. 5 a.m. Tiếp nào. Chồng tôi thường cạo râu trước khi đi ngủ. Mời. My husband cái gì? Before going to bed. Cạo cạo râu râu gì? Đấy, cứ nói shape không, nó cạo râu biết nó cạo râu gì. Đúng không? I biết. Shave his beard. His beard. Cạo râu quanh mép. Shave his beard. Yeah. Trước khi đi ngủ là gì? Before going to bed. Nhớ này, chúng ta để ý cho cô ạ. Before là giới từ chứ không phải before go giới to bed từ. đâu nhé.
Before là một giới từ, mà sau giới từ bạn phải cộng một gì? Danh từ. Mà động từ muốn làm danh từ thì bằng cách thêm đuôi in. Nó mới là danh từ được ạ. Được chưa ạ? Còn nếu mà động từ để nguyên thì nó không thể thành danh từ được. Thế mình vào nó vừa chức năng của động từ vừa chức năng của danh từ ạ. Vì vậy nên mình có là before going to bed, not before going to bed. Đúng không? Thế mà Lan có thường chơi nhạc cụ nào không? Câu gì đây? Nghi vấn. Yes, no. Xin mời. Đảo cái gì lên nào? Orphan. Music. Play any instruments. Đúng không? Nào mà nào đây sẽ có từ any ạ. Any. The long orphan play any instruments. Vậy các bạn đừng học cái phần phát âm câu thì mình sẽ có cái phần ngữ điệu rồi học âm rồi luyện âm các kiểu cũng có hay lắm. Tôi thường thiền vào buổi sáng nhưng chồng tôi thì không thích làm. I often do meditation. Do meditation. In the morning. Yeah, tôi vẫn không có cái điều được. Yep. Doing. Bạn có thường xuyên xỉa răng sau khi ăn không? Con trai bạn. À, con trai bạn rồi. Gia đình bạn có thường xuyên dọn dẹp nhà cửa vào cuối tuần không? Xin mời. Bây giờ các câu khẳng định phủ định không phải nói rồi nha, phải tự làm được ấy, tự định hình được. Do your family. Ở đây số ít hay số nhiều ạ? Số nhiều ạ. Số nhiều thôi. Số ít hay số nhiều? Gia đình bạn số ít hay số nhiều? Số ít. Số nhiều. Đúng rồi, gia đình chỉ có một gia đình thôi. Còn trong gia đình có nhiều người thì kệ nó. Mình chỉ biết là có một gia đình thôi. Đây là danh từ tập hợp mà. Danh từ tập hợp có nghĩa là bên trong cái từ gia đình này thì có nhiều người, như kệ nó không cần biết, mình chỉ biết là có một gia đình thôi. Vậy nó là số ít thế à? Đảo cái gì lên? Da. There's your family. Often. Clean the house. On the weekend. Yeah. Does your family often clean the house on the weekend? Đấy. Tôi thường giúp mẹ quét sàn, hút bụi, lau sàn và nấu ăn vào buổi tối. I often have my mother. Sweep the floor. Gì nữa? Vacuum. Lau nhà. Clean the house. Mop the floor. Lau nhà là mop the floor. Mop the floor. Nấu nướng. And cook. In the evening. In the evening. Rồi. Okay. Thực ra thì chúng ta có thể dùng cook hoặc là do the cooking. Đó, chúng ta biết cái từ do the cooking rồi thì do rồi đúng không? Do the cooking cũng là nấu nướng ạ. À. Được chưa? Đấy. Our friend help her mother sweep the floor, vacuum, mop the floor and do the cooking in the evening. Nhớ này, help somebody do something ạ. À. Có gì đéo này, help này.
Help này, somebody này, do, do là động từ nguyên thể, không thêm cái gì cả. Đây nó nguyên thể hết, bởi vì sao? Sau động từ help mà. Sau động từ help thì tất cả động từ giữ nguyên hết ạ. Dạ, không có thêm gì, không có do, không có gì hết ạ. Dạ. Tôi thường, mẹ tôi thường, không thường xuyên là quần áo cho cả gia đình. À, câu gì đây? By mother, bạn Diệu Linh có mặt ở màn hình đâu rồi, đi đâu hết rồi, bạn Tùng đi đâu rồi? My mother isn't often irons the problem. My mother doesn't often iron the clothes of our family, of our own family. Anh tôi thường cho chó ăn khi đến bữa. When my brother often feed the dog, khi đến bữa đây này, đẩy lên trước. Khi đến bữa đây có nghĩa là khi đến bữa của anh ta, hiểu chưa? Đến bữa là đến bữa của anh ta, có nghĩa là khi anh ta ăn ấy thì anh ta cho chó ăn, hiểu chưa? Khi anh ta ăn, anh ta cho ăn có nghĩa là gì ạ? Khi đến bữa của anh ta đúng không? Vậy thì gì? My brother often feeds his dog when he has meals. Khi anh ta ăn thì anh ta cho chó ăn. Bây giờ gọi là đến bữa. Hiểu như này chưa? Rồi. Mẹ tôi không thường xuyên rửa bát sau bữa ăn. Cô cũng buồn cười, cô cứ cười quá. Đang nghe nhạc tự nhiên nó nhảy cái quảng cáo mà. Nếu bạn thích live stream thì mà thằng con này cô nó cứ thấy cô giảng cứ nói mà nó cũng buồn cười. Live là gì? Live là thích chim, là chim, thích chim. Live stream. What là gì? What là rửa? Đít là gì? Đít là đít. Buồn cười đúng không ạ? Em bị đọc chuẩn này. Thì đọc không là người ta buồn cười lắm. Xong rồi cái từ mà hôm trước cô bảo các bạn đọc là cái từ yes, yes, đúng không? Mình đọc thế con đọc nó đọc yes. Họ đồng ý, cô giết, cả là hội trường giết, đúng không? Việt Nam mình có thấy âm gì giống của Việt Nam mình ấy. Thế là cứ kéo ra y nguyên thế. Cái đọc y nguyên thế giống hệt âm Việt Nam mình. Giống như âm ngắn, âm dài mình vừa mới học này, đúng không? Thì Việt Nam mình có mỗi cái âm trung lập ở giữa. Tức là nó không ngắn, nó cũng không dài. Thế là biến hết ngắn dài bằng như âm Việt Nam hết, đúng không? Xít xít như nhau hết. Đá ngắn dài thì không cần biết, đúng không ạ? Thế là chúng ta biến hết thành âm của Việt Nam mình, nên dẫn đến việc là gì ạ? Phát âm nó đặc tính Việt quá, người ta rất khó nghe, đúng không? Mà chúng ta nghe bị khó luôn đấy. Thế chúng ta nghe bị khó. Ơ ngắn ơ dài bằng nhau, y ngắn y dài bằng nhau thế nào hết, đúng không ạ? Thế là mình phải giờ rõ là ngắn phải là ngắn và dài phải là dài, phân biệt rất rõ ràng như thế thì âm hay hơn nhiều. Thế điều chỉnh âm cái khác hẳn mà, đúng không? Khác hẳn. Thế là tiếng Anh nó hay ở chỗ là nó có được cái âm họng ấy, nó rất trầm ấm sâu, nên là người Việt Nam mình thì giọng lại thanh nhẹ, nhưng mà giọng của tiếng Anh nó rất trầm ấm sâu. Chính ra sử dụng học tiếng Anh ấy là nó sử dụng hết tối đa hết chức năng của khoang miệng, nên rất là miệng rất là linh hoạt. Những bạn nào mà nói được tiếng Anh ấy thì bạn thấy họ rất là hoạt ngôn không? Họ rất là hoạt ngôn ấy, là bởi vì thế đấy.
vì là họ kiểu như đẩy lưỡi miệng nó thành quen rồi ấy, sử dụng cả khoang họng ấy. Thế nên là cái khoang miệng của chúng ta và cái vòm họng ấy sử dụng hết, nên là nó rất là hoạt ngôn. Giống như ngày xưa cô có nói được nhanh đầu. Nhưng mà từ ngày Phật tập phát âm này bắt đầu là gì ạ? Giọng trầm ấm sâu và phát âm nói rất là nhanh. Tốc độ nhanh nhưng vẫn tròn vành rõ chữ. Các bạn biết là cô giảng nhiều khi, đây là cô giảng lớp mất gốc thì thế này thôi, chứ các bạn thấy, các bạn học cái lớp tư duy tâm linh của cô, các bạn biết rồi đúng không? Liên tục 2 tiếng rưỡi, gần 3 tiếng, liên tục, không ngời gì nào. Cả lớp cứ ngồi mà nghe, đúng không ạ? Cô giảng liên tục, không có rời tí nào. Mà nó nhanh nhưng mà giọng vẫn nghe, vẫn dễ đúng không? Vẫn hiểu, vẫn có độ nhấn nhá, vẫn rất là nghe. Nhưng mà những giọng người khác mà giọng nhanh, giảng nhanh như thế á, đố mà bạn hiểu được đấy. Cô giảng nhanh nhưng mà có độ nhấn nhá nên mọi người nghe rất thấm từng câu một luôn. Đúng không ạ? Nên là cái giọng quan trọng, nên là chúng ta phải tập. Để đạt được đấy chúng ta phải tập. Chứ về nhà chả tập cái gì đòi được thế. Cô phải trải qua quá trình tập chứ luyện tập. Để họng này cô phải sáng tạo ra, bạn phải khó như nào xong đâu để dạy các bạn. Nếu mà có cái người dạy cho tôi thì tập rất dễ, nhưng bản thân mình sáng tạo ra thì nó khó. Mình phải tìm tòi, mình mày mò, bắt đầu mình ra được nguyên tắc rồi các kiểu các thứ cơ, nên nó khá là khó. Nhưng mà cô còn làm được, cô còn gì ạ, quyết tâm mà. Thì các bạn thì một chút thôi thì cố gắng lên tập một tuần nữa tập về, tập mở giống như cô hướng dẫn lúc nãy, mở cho mạnh. Nhưng mà nhớ là đối với điều kiện các bạn lưỡi đừng có tụt mở mạnh, cái lưỡi tụt trong thì bằng thừa. Các bạn tập mạnh nhưng mà lưỡi không được tụt ở trong cơ thì là ok, thì thành công nhanh lắm, mở họng nhanh lắm. Đấy, theo cách như vậy. Đấy, câu này. My mother doesn't often wash the dishes after meals or after eating. Được chưa? Đấy. Thế mà, bạn có thường phơi đồ vào buổi sáng không? Do you often hang up the laundry in the morning hoặc hang up the clothes in the morning. Bạn thích là laundry hoặc là clothes cũng được. Clothes là phơi quần áo, còn hang up the laundry đó là phơi những cái đồ giặt ở trong máy giặt ra. Laundry nó là giặt bằng máy và nó sấy khô luôn thì gọi là laundry. Đấy. Rồi tiếp, mẹ tôi thường dọn giường sau khi thức dậy, xin mời. My mother often dọn giường là gì? Make her bed. Sau khi thức dậy. After getting up. Các bạn lưu ý nha, nhớ cứ trùng ngữ số ít thì bạn phải thêm s hoặc es vào nhé. Còn có đu đa rồi thì không có đâu nhá. Nhưng mà câu khẳng định là bạn phải thêm s chia động từ bình thường nhé. Những bạn nào mà cấp 2, cấp 3 các thứ thì cái phần kỹ năng viết là phải để ý nhá. Yeah. Tiếp. Sau khi ủi quần áo, mẹ tôi thường gấp quần áo. After là giới từ, phải verb in đúng không? After ironing the clothes. Không phải clothes gì thôi nhá. Clothes. Mẹ tôi thường đi uống cà phê với nhau. Bố mẹ tôi thường uống cà phê với nhau vào buổi tối. My parents often go out for coffee together in the evening. Bố mẹ của bạn có thường xuyên làm vườn vào cuối tuần không? I wash my hair.
Số 18. Chồng bạn có thường đánh răng trước khi đi ngủ không? Câu gì đây? Câu hỏi. Câu hỏi. Does your husband often brush his teeth? Brush his teeth before going to bed. Câu này nếu mình đọc chuẩn là does your husband often brush his teeth before going to bed? Hiểu nó phải thế đấy. Chồng tôi không bao giờ đánh răng trước khi đi ngủ. My husband never brush his teeth before going to bed. Never brushes. My husband before going to bed. Never. My husband không bao giờ là gì? Never brushes his teeth. Các bạn làm rất là tốt ạ. Mặc dù chưa có làm được trước ở nhà nhưng mà các bạn vẫn nhớ được từ vựng rất là tốt. Gần như từ vựng nhớ khá là tốt ạ. Bạn có thường xuyên đi chơi bạn bè không? Do you often go out with friends? Mẹ tôi thường phơi quần áo sau khi giặt. Hang up the clothes after washing. Rồi. Chúng ta đã xong bài tập số 2. Bây giờ sẽ chuyển sang bài tập số 1 nhé. Đấy, nó dễ thế thôi mà. Điều mấu chốt quan trọng là chúng ta định hình được khẳng định, phủ định và yes, no nhé, thật nhanh. Sau đó thì chúng ta gì ạ? Nhớ được cấu trúc, nhớ được cụm từ, tức là những cái từ động từ chúng ta học ấy. Cứ nhớ được thì chúng ta sẽ làm được hết thôi mà, đúng không? Nên là động từ thì nó dễ. Nó giống như tính từ ấy. Chỉ có danh từ với trạng từ thì hơi khó thôi. Bài số 1. Đâu đây? Đây. Đây. Bố tôi thường đánh răng và rửa mặt vào buổi sáng. Đây ạ. Mẹ của tôi thường không làm việc nhà vào buổi tối. My mother doesn't often do housework in the evening. Ông bà của bạn thường tập thể dục vào cuối tuần phải không? Do grandparents often do exercise? Đúng rồi, vào cuối tuần sẽ là on the weekend. Quay lại cho mẹ lên nước rồi con. Lên giọng sẽ là on the weekend. Mẹ của bạn thường rửa bát sau khi ăn phải không?
Làm nên mà đẻ mời your mother your mother what dishes after eating does your mom eat meal often wash dishes after eating or after meals eating after meals tôi thường dọn dẹp nhà cửa vào cuối tuần. I often clean my house on the weekend. Nè nè ông thần ghi ông nghịch quá đi thôi á. I often clean the house on the weekend. At the weekend. Anh của bạn thường chơi thể thao vào buổi chiều phải không? Does your brother often play sport in the afternoon? In the afternoon. Tôi và mẹ chồng tôi thường đi mua sắm vào buổi tối ạ. My mother-in-law and I often go shopping in the evening. Đúng rồi. Chúng ta để ý này, tôi và mẹ chồng tôi, nếu mà có ai chủ ngữ nào đó có với tôi nhá, thì tôi phải cho ra phía sau ạ, tôi không cho ra phía trước đâu ạ. Được chưa? Thì nó thể hiện được cái tôi ấy. Nếu mình để tôi lên trước thì thông thường là mình hay ưu tiên thứ tự mình trước ấy, thì nó không hay lắm, nó không lịch sự lắm, nên mình sẽ chuyển thành là gì? My mother in law and I often go shopping trong mùa, go shopping đúng không? In the evening. Tôi thường không học bài, nghe nhạc, đọc sách vào buổi tối. I don't read books in the evening. Danh từ đếm được thì một bạn để số nhiều, hai bạn để số ít phải có ơn hoặc ân đằng trước, nhớ chưa ạ? Nếu không để số nhiều như này, listen và đi với two ạ. Bố mẹ của bạn thường dọn giường sau khi thức dậy phải không? Your parents often Make the bed. Các bạn tự làm cho cô 5 câu này nhé. Chờ cô một chút xíu. Các bạn tự nhẩm miệng đi ạ, tự nhẩm miệng mấy câu tiếp theo ấy ạ. Đi trong phòng này tìm đây. My grandmother often buys breakfast.
housework. Does your mother often do your housework in the evening? Dinner for take the bus, family. Take the bus often and come and wash it and wash her hair in the evening. In the evening. My father often doesn't often go out and clean the house at the weekend. Coffee with his friends in the evening. Nào làm câu 10. Bà tôi thường nấu sáng trưa tối cho cả gia đình, xin mời. My grandmother, 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 my grandmother,
Cháu gái của Lan thường ngồi thiền vào buổi sáng. Lan do meditation. Meditation. Đi học về cởi áo ra nhiều lên. Đây là chuẩn bị ngày lễ được. Thảo ơi nói ít thôi ạ. Rồi. Cháu gái của Lan số ít thì vậy đu đây phải xem gì? I am. Đây là đu trở thành đa. Nó động thường ấy nha. Cháu trai của Hoa thường chơi nhạc cụ vào buổi tối à? Da Hoa. Often the instrument in the evening. Mẹ bạn thường làm việc nhà tắm vào buổi đầu và buổi tối phải không? Your mother often do the housework. Take a bath and wash her hair in the evening. Còn nhớ từ vựng phép thì thầy. Bố tôi thường không ra ngoài uống cà phê với bạn bè buổi tối. Câu gì đây? Phủ định đấy. Đúng rồi. Làm đi ạ. My father doesn't go out for coffee with his friends in the evening. Đi ra ngoài với mục đích gì đó thì lại go out for cộng danh từ. Yeah, là đi ngoài với mục đích gì đó. Go out for coffee là đi ra ngoài với mục đích cà phê, có nghĩa là uống cà phê. Đúng không? Với ai đó là with friends. Rồi, nó in the in. Yeah. Mẹ tôi thường quét nhà, hút bụi, phủi bụi và dọn dẹp nhà cửa vào cuối tuần. Xin mời. My mother sweeps the floor, vacuum dust. And clean the house, hoặc là tidy up là vừa dọn dẹp vừa làm sạch. Còn clean thì làm sạch thôi, còn chưa chắc đã dọn dẹp. Yeah. Tidy up thì chuyển y dài, y ngắn thêm ES này. Nhìn động từ chia hết không? Động từ chia hết không? Bởi vì giao chủ ngữ số S. Động từ phải thêm S và chuyển đây chuyển y dài, y ngắn thêm ES. Dạ. Yep. Bạn có thường xỉa răng sau khi ăn không? Do you often brush your teeth after eating? Con trai tôi thường không đánh răng buổi tối. My son my son
Doesn't often brush his teeth in the evening. Đúng rồi ạ. Bạn có thường rửa bát sau khi ăn không? Do you often wash the dishes after eating or after meals? Bạn có thường xuyên đổ rác hàng ngày không? Do you often take the rubbish out every day? Có mấy từ đổ rác đúng không? Empty the bin, take the rubbish out, take the rubbish away. Đúng không ạ? Tôi thường giặt quần áo, phơi chúng và gấp chúng lại vào buổi tối. I often wash the clothes and hang up and fold them in the evening. Xong hết hai bài rồi đấy ạ. Level 2 thì có thêm hai bài nữa, nâng cao một chút xíu. Còn level 1 thì chúng ta có hai bài cơ bản này đã làm xong rồi. Các bạn rất là tuyệt vời. Đấy, nhớ bài rất từ vựng cũng khá là ổn đấy. Này mà làm nữa thì chắc là ok. Bài bước về nhà là hai bài này phải làm nói nhá. Hai bài này làm đi giam nói đấy. Để cho bạn nào mà chưa ổn lắm thì tự viết lại nhá. Tự làm viết xong mới so được đáp án nhá. Đừng có nhòm đáp án nhá chứ. Thế khi bạn làm bạn phải tự làm xong rồi mới so đáp án xem nó có chuẩn hay không. Bởi vì cô gửi cả đáp án mà. Còn bạn nào mà cảm thấy ok rồi thì bạn chỉ làm video nói thôi là được. Làm video nói nữa các bạn thành công rồi. Là bạn phải thành công phần động từ đấy. Tức là bây giờ thì nếu mà nói được có nghĩa là bạn nhớ hết động từ này, nhớ hết cấu trúc rồi đấy. Là ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh vào một chút phần trạm từ nhé. Vào đầu phần trạm từ thôi. Hôm sau chúng ta sẽ đi chính á. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào dạo đầu phần trạm từ một chút xíu. Và chúng ta biết rằng là trong bốn loại từ chúng ta đã được học đúng không? Tính, danh, động và trạng. Thì chúng ta thấy rằng là bốn loại từ chúng ta đi hết ba rồi. Đúng chưa? Chúng ta đi hết ba loại từ rồi, chỉ còn loại từ cuối cùng mà thôi, đó chính là trạng từ. Thế thì chúng ta hiểu là trong bốn loại từ thì cái từ mà loại từ khó nhất thì đó chính là trạng từ. Bạn biết là cái cấu tạo câu trong tiếng Anh ấy thì nó được cấu tạo lên bởi bốn thành phần, đó là tính, danh, động và trạng, đúng không? Thế thì có cái thằng phần trạng từ là cái thành phần mà nó chạy lung tung nhất trong câu. Nó chạy khắp câu, đúng không ạ? Nên là cái thằng đấy nó khó quản lý. Chứ còn nếu mà tính từ thì vị trí biết rõ chưa? Tính từ sau doi và trước gì? Trước danh từ, đúng không ạ? Dễ không? Và sau một số động từ đặc biệt thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta học sau. Nhưng mà thứ hai nữa là danh từ bạn đã học rồi. Danh từ học rất là nhiều cách thành lập, nhưng mà cuối cùng trạng vị trí của nó rất là rõ ràng. Đứng ở đâu nhỉ? Danh từ ấy. Đầu câu là chủ ngữ và làm gì? Tân ngữ sau. Tức là vị trí của nó đứng ở chỗ gì ạ? Chủ động và tân, đúng không? Ba đấy thôi, đúng không? Rất dễ. Rất rõ ràng là danh từ là đứng chủ ngữ và tân ngữ trong câu, đúng không ạ? Động từ mình học rồi, không cơ mình học động từ chỉ có đi sau gì? Chủ ngữ. Sau chủ ngữ, đúng không ạ? Đấy. Thì ba loại đấy rất dễ dàng, đúng không? Nó chỉ đứng ở vị trí chủ ngữ, động từ hoặc là gì tân ngữ và thôi, đúng không ạ? Thì ba thành phần cứng nó rất dễ. Nhưng riêng cái thành phần trạng ngữ là cái thành phần nó chạy khắp câu, nó chạy lung tung, nó xiên lung tung của câu. Thì đó là cái thành phần mà gì? Chúng ta cần phải gì? Phần phải quản lý được nó, đúng không ạ? Thế thì chúng ta hiểu là để mà quản lý được nó thì đầu tiên chúng ta cần biết là gì ạ? Trật tự các bạn ơi. Thì chúng ta cần phải hiểu đó là gì ạ? Tính là gì, danh là gì, động là gì và trạng là gì, đúng không ạ? Chúng ta đã học hết rồi, đúng không ạ? Tính từ là từ chỉ tính chất, trạng thái, màu sắc, đặc điểm, kích thước, hình dạng các thứ, đúng không? Và có các đuôi, nhận diện. Danh từ là những từ chỉ hành động, hành từ là những từ chỉ sự vật, sự việc, con người, hiện tượng, đúng không? Và những danh từ thành lập đã học rồi, đúng không ạ? Đấy, động từ là những từ gì ạ? Có động từ to be, động từ thường bao gồm hành động và cảm giác, đúng không ạ? Và động từ quyết thiếu hết. Thế thì trạng từ, vậy chúng ta cần phải biết là trạng từ là những từ như thế nào. Đầu tiên phải nhận biết nó, xong bắt đầu mới quản lý. Quản lý có này để nó ở đâu, vị trí nó ở đâu trong câu, được chưa? Vậy thì chúng ta phải nhận diện được là trạng từ là những thằng như thế nào đã. Sau đó thì chúng ta mới nhận diện được là nó đứng ở đâu trong câu. Yeah. Vì các bạn hiểu là nếu không biết được nó là thằng nào thì làm sao quản lý được nó. Yeah. Trêu vào là gì ạ? Quản lý cái thằng trạng từ trong câu này nó cũng giống giống với việc là quản lý của ông chồng lăng nhăng hay đi. Ông chồng lăng nhăng mà ông hay đi ấy, thì ông ấy đi, tức là có hai dạng. Tức là một là đi đến chỗ, đi chỉ đến chỗ này chỗ kia thôi.
tức là một đến hai chỗ thôi là mình biết thừa là ông đến ông chỉ đi chỗ đấy thôi. Đó rất dễ, thì việc quản lý ông đấy rất dễ đúng không? Tìm phát là dễ ngay. Nhưng mà gì ạ? Không có ông và ông đi lay chỗ này mai chỗ kia cơ. Đúng không? Nay ông ngồi này mai chỗ kia thì có quản lý rời đúng không? Nếu không biết quản không biết bản chất của nó làm sao quản lý được nó, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà biết tổng bản đất của nó rồi thì sao ạ? Ông đi đâu tội túm được, đúng không ạ? Thì ông trạng từ đấy ý nguyên thế ạ. Nghĩa là nếu chúng ta biết rõ là thằng trạng từ là thằng nào thì bạn biết hiểu bản chất của nó thì chúng ta quản lý được nó. Còn không hiểu bản chất thì nó cứ chạy lung tung khắp cầu đó, bạn chạy được theo nó đấy, cứ sức suốt ngày chạy theo nó thôi. Chạy theo là mệt đấy đúng không? Chạy theo là mệt rồi thì chán đi thôi, đúng không? Đấy là lý do vì sao mà cái phần trạng từ này nhá, rất nhiều người học, người ta tìm đọc rất nhiều, học rất nhiều nhưng họ không hiểu được bản chất, họ không biết nó đứng ở đâu câu, luôn luôn cứ đến trạng từ là cứ ở băn khoăn trong đầu mà không biết để nó đây nó đúng hay chỗ này có đúng không? Kiểu thế. Bởi vì bạn không hiểu bản chất mà. Và thậm chí các bạn thấy rằng là rất nhiều người người ta tức là người ta viết sách ngữ pháp, người ta viết kể cả trong cái cuốn English Grammar in You hoặc là trên mạng rất nhiều, tức là họ viết cái lý thuyết nó không đúng. Vì sao họ thực ra có người cũng là nghĩ rằng họ không hiểu bản chất nên họ mới viết như thế. Còn nếu hiểu bản chất họ sẽ không viết câu như vậy. Đó. Thế nên là tí nữa, tức là đến hôm sau các bạn học cái phần đấy cô sẽ chỉ cho bạn thấy rằng là cái ngữ pháp đó họ viết gì ạ? Không đúng tí nào trong sử dụng thực tế. Nhưng mà họ cứ ngồi trong gì ạ? Trong nhà mà họ gì ạ? Họ ngồi họ nghĩ ra ngữ pháp. Họ cứ kiểu quan sát những cái bài viết của nước ngoài. Sau đó thấy trạng từ hay đứng như này họ rút ra một lý thuyết. Thấy trạng từ hay đứng như này họ rút ra một lý thuyết. Thấy đại từ đứng này họ rút ra một lý thuyết. Chứ còn bản chất nào họ đâu có hiểu. Thế là họ viết cái lý thuyết trạng từ trên mạng các bạn biết không ạ? Khoảng 400-500 giấy. Rất dài. Đọc xong chả hiểu gì. Đố bạn hiểu được khi bạn đọc lý thuyết trên mạng. Đố bạn có thể hiểu nổi. Cô ngày xưa cũng học cái phần này, cô choáng loạn hết cái lên tìm đâu cái loại lý thuyết trên mạng mà sao nó cứ thế này, hiểu thế nào. Sau đó mới tìm ra cái gì ạ? Bản chất của nó, khi hiểu bản chất thì bắt đầu mới sử dụng được, còn không hiểu bản chất không thể sử dụng được. Đó. Đây là các bạn đọc lý thuyết trên mạng thì chỉ có đọc cho nó vui chứ còn để ứng dụng được thì không có đâu ạ. Đấy là lý do vì sao phần trạng từ này cô không cho video làm gì thế. Bởi vì nó rất quan trọng, chúng ta phải tự học trực tiếp. Vấn đề thứ hai nữa là nó liên quan đến phần bản quyền. Các bạn sẽ không tra được phần lý thuyết của cô trên mạng đâu. Trên mạng một đống nhưng toàn lý thuyết rồng thôi. Lý thuyết đấy là các bạn mà học thì có học mãi vật thế. Cũng chẳng hiểu được chẳng từ là từ như nào. Học thôi chứ nó có đấy chứ còn chả tác dụng. Nên danh từ thế bạn về bạn tra mạng xem có phần cô dạy không. Cái phần cụm danh từ ấy, đố thấy đây. Đố bạn thấy trên mạng này, lý thuyết không có, video cũng không. Cô search hết rồi. Nên cô mới bảo là không có. Ngày xưa cô tìm ấy, để xem nó có không ấy, có nguyên tắc hay có gì không, không chả có. Nên là bản thân cô phải là người tự đưa ra nguyên tắc đấy, tự tổng kết hiểu bản chất xong đưa ra nguyên tắc đấy, chứ không phải là ở đâu mà ra đâu ạ. Nên là tiếng Anh thì tiếng Anh là do một tay cô dựng cái phần mất gốc ấy. Và kể cả luyện phát âm, luyện giọng đánh vần là cô phải tự sáng tạo đấy. À, biết rằng là hai sản phẩm này là một công trình rất là tuyệt vời. Nhưng mà học các bạn học được bản chất, được nắm được chắc như cô đã nói rồi, bạn nắm được cái kiềng ba chân của mất gốc tiếng Anh thì tiếng Anh rất dễ. Nhưng nếu cái gốc bạn không nắm chắc, bạn cứ nghĩ là tôi hiểu rồi, tức là khi vẫn hiểu ấy, bạn vẫn nghĩ là bạn hiểu ấy, nhưng thực chất ấy, bạn không hiểu được bản chất kỹ càng ấy, là lên cái phần ngọn, lên cái phần mà học giáo cơ bản ấy, là bắt đầu nó gặp phải vấn đề ngay. Đến lúc đấy là đang người ta học cơ bản, người ta học đoạn rồi thì mình lại đang cứ loạn chọn cái câu. Câu mình không chắc. Thế là gì ạ? Là mình cứ để ý phần câu, không có để ý được đoạn nữa, là mình bị ảnh hưởng. Đấy. Nên là chúng ta cái phần gốc này chúng ta phải cực chắc, học phải rất chắc. Sau đó thì chúng ta gì ạ? Thậm chí các bạn chỉ chắc câu rồi bạn đã giao tiếp được khá tốt rồi. Đấy. Chỉ còn bây giờ là lượng từ vựng của bạn phải đắp thêm lượng từ vựng, đắp thêm gì ạ? À, cái cụm từ cấu trúc nữa thôi là chúng ta giao tiếp được ngon. Chẳng qua bây giờ nó đang thiếu từ vựng, với lại thiếu một chút cái cấu trúc thêm nữa thôi. Chứ còn khẳng định, phủ định, nghi vấn là ba câu giao tiếp chính rồi. Còn một dạng câu nữa thôi, đó là chỉ là đáp question thôi. Thì là câu dạng chính nữa thôi, để level 2 sẽ được học và thêm kỹ năng nghe nữa là hoàn thiện. Đó, giờ chúng ta sẽ vào một chút phần trạng từ. Trạng từ là từ như thế nào? Trạng từ là từ như thế nào? Ta sẽ học luôn một chút ạ. Sau đó thì hôm sau thì nó sẽ học. Hôm sau cô sẽ không có video, hôm nay chỗ này vẫn cho video nhé. Đấy. Vậy thì trạng từ là gì? À,
trạng từ thì nó sẽ được phân loại ra các loại như sau. Phân loại trạng từ, chúng ta sẽ có những loại trạng từ như sau. Trạng từ thứ nhất gọi là adverb of time, trạng từ chỉ thời gian. Đã, trạng từ chỉ thời gian là những từ như thế nào? Đây nó nhận diện thôi nha, hôm sau bắt đầu mới vào, hôm sau mới vào chính của phần vị trí quản lý nó đứng ở đâu trong câu. Cái đấy mới là cái quan trọng, cái đó mới là cái khó. Còn cái nhận diện trạng từ cũng dễ thôi, trạng từ nhận diện dễ. Adverb of time là trạng từ chỉ thời gian, cũng không cần phải ghi cái này đâu ạ. À, trạng thời gian là những từ như thế này này. Now này. Yesterday này. Next week. In the morning, on the weekend. Cứ đề cập đến mốc thời gian được gọi là trạng từ chỉ thời gian. Hôm nay là cô dạy lớp mình xong rồi thì chiều 1:30. 1:15 nó phải vào lớp rồi. Lên tận 5:30 liên tục ạ. 5:30. Tối cũng liên tục như thế. Sáng nay là có 4:30 là có lớp này. 4:30. Đến tận 7:30, hơn 7 giờ gần 7:30 mới xong. Ngày chủ nhật là ngày nhiều lớp nhất. Trạng từ chỉ thời gian, tức là cứ đề cập đến mốc thời gian được gọi là trạng chỉ thời gian. Còn loại trạng từ tiếp theo đó là trạng từ loại thứ hai, là trạng từ chỉ nơi chốn. Trạng từ chỉ nơi chốn, cứ cái gì đề cập đến địa điểm được gọi là trạng từ chỉ nơi chốn. Chép xong mở cô nhé. Chép xong rồi cô. Ok, vậy chúng ta có một cái ghi chú ở đây này. Đây, chúng ta nhìn vào đây. Các bạn có nhìn thấy là đặc điểm nhé. Đặc điểm này. Các bạn thấy có là car, loại từ là gì? Car loại từ chỉ là danh từ. Nhưng thêm chữ in car một cái thì nó còn là danh từ được không ạ? Không ạ. Thêm in car một cái nó trở thành trong ô tô, nó trở thành trạng từ chỉ nơi chốn. Đúng không ạ? House loại từ là gì? Danh từ. Nhưng nó thêm chữ in house một cái là trong nhà, nó trở thành trạng từ chỉ nơi chốn. Lúc này không còn là danh từ nữa đâu nha. School là danh từ. Nhưng mà gì ạ? At school. Thêm giới từ vào cái thì nó trở thành gì? Trạng từ chỉ nơi chốn. Table là danh từ. Nhưng thêm chữ beside the table là cạnh cái bàn, nó trở thành trạng từ chỉ nơi chốn. Đúng không ạ? Vì chúng ta có nhìn thấy không ạ? Trước đặc điểm một danh từ nó đều có cái gì đằng trước đây, các bạn nhìn thấy không ạ? Giới từ đâu, đúng không ạ? Đấy, tức là tất cả những trước danh từ này nó đều có giới từ đằng trước. Giới từ, vậy chúng ta có ghi chú đây là gì ạ? Ghi chú đây là gì ạ? Giới từ cộng danh từ sẽ đúng được rồi. Chính không phải trạng từ chỉ nơi chốn đâu ạ, nó giới từ này cộng với danh từ. Nếu đề cập đến mốc thời gian đây, ví dụ at noon là danh từ đấy chứ. Nhưng mà at thì thêm được nó trở thành weekend là danh từ đấy chứ. Nhưng mà on the weekend thì nó trở thành trạng từ chỉ thời gian.
Vậy nếu đề cập đến thời gian thì được gọi là trạng từ chỉ thời gian. Còn nếu đề cập đến địa điểm thì nó được gọi là trạng từ chỉ nơi chốn. Nên chúng ta phải lưu ý rõ điều này ạ. Nên chúng ta phải hiểu rất rõ đó là gì ạ. Bình thường nó là danh từ, nhưng chỉ cần giới từ cộng danh từ đề cập đến mốc thời gian, nó trở thành trạng từ luôn, nó không còn danh từ nữa. Nó trở thành trạng từ luôn, không còn danh từ nữa. Mà nếu nó là trạng từ thì vị trí của nó đứng phải theo vị trí của trạng từ, chứ không phải vị trí đứng của danh từ nữa đâu. Nên chúng ta lại cứ thường thường các bạn hay đặt này, các bạn cứ đặt là bên cạnh cái bàn là một cái ghế. Nên là chúng ta hay đặt câu là beside the table is a chair, có đúng không? Không ạ, lúc này beside the table không làm chủ ngữ được, bởi beside the table nó chỉ là trạng ngữ, chỉ lấy chốn thôi. Mà không, chúng ta học chủ ngữ rồi, không có từ nào trạng ngữ làm chủ ngữ hết. Mà trong bốn loại từ chỉ có loại từ duy nhất, đó là danh từ có thể làm chủ ngữ mà thôi. Đúng không ạ? Thế nên là gì ạ? Chúng ta phải lưu ý rất rõ là chúng ta không thể dùng beside the table is a chair được. Beside the table không làm chủ ngữ được. Mà mình phải nói là gì ạ? Một lấy danh từ làm chủ ngữ là the chair is beside the table. Được không ạ? The chair thì được, cái ghế hoặc cái bàn thì được. Danh từ làm chủ ngữ được, nhưng trạng từ không thể làm chủ ngữ được. Cách thứ hai bạn có thể dùng là gì ạ? There is a chair beside the table. Đúng không ạ? Có một cái ghế ở cạnh cái bàn. Chứ không ai dùng là gì ạ? Trạng từ để làm chủ ngữ hết. Xong rồi đằng trước ngôi nhà là một cái ao. Thế in front of the house is the pond. Không phải thế ạ. In front of the house là trạng ngữ chỉ nơi chốn. Không thể nào nó làm chủ ngữ được. Đúng không ạ? Nghe thì rất hợp lý nhưng thực ra không đúng thế nào cả. Vậy mình phải nói là gì ạ? There is a pond in front of the house. Hoặc là the pond is in front of the house. Lấy danh từ hoặc là lấy chủ ngữ phụ. There is there are, còn nhớ không ạ? Đó. Nên chúng ta nhất thiết phải cần để ý cái phần này nhé. Để ý và nhận diện được nó để chúng ta thì đưa nó vào câu cho nó chuẩn xác. Chứ không lại gì ạ? Cứ lấy thẳng chỗ này làm chủ ngữ là hỏng hết. Bởi vì chúng ta không nhận diện được nó mà. Được chưa? Đấy, ít nhất là đầu tiên chúng ta phải biết được điều đó đã. Được chưa? Còn 5 loại trạng từ tiếp theo hôm sau sẽ nhận diện và vị trí của nó đứng đâu trong câu mới là cái quan trọng. Quản lý nó mới là cái quan trọng. Thì hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục, được không ạ? Và hôm sau thì phần này cô sẽ không gửi video đâu, nên là sau các bạn phải có mặt đầy đủ. Nếu không có mặt phần này là bạn khuyết mất phần trạng từ. Một khuyết mất trạng từ thì chúng ta thì gốc chúng ta nó bị gì ạ? Lộ chỗ, được chưa? Lộ chỗ thì đương nhiên không thoát được hết mất gốc rồi, đúng không ạ? Nên là chúng ta cố gắng lên nhé. Bài tập về nhà chỉ có 2 bài thôi. 2 bài cô vừa giấy lúc nãy cô sẽ gửi luôn cho các bạn luôn bây giờ. Và chúng ta làm dưới dạng video. Còn bạn nào nếu cảm giác là chưa chuẩn lắm thì bạn có thể làm dưới dạng viết trước xong check với đáp án. Sau đó hãng làm dưới dạng video, được không ạ? Ok. Rồi, thì lớp mình nghỉ ở đây nhé. Goodbye and see you. Yes, bye bye. Bye bye, teacher. Bye bye. Have a nice weekend. Yes, have a nice weekend.